Bây giờ là cái tính chất thứ ba là cụm phân tử nhỏ. Và tại sao như vậy? Thế thì mình sẽ lại có một cái demo rất là quan trọng mà mọi người cần biết. Đấy, nước này 7 up này. Giờ đổ vào đây. Không, từ từ. 2.5. Bây giờ một cái thí nghiệm cũng rất là quan trọng là mình sẽ dùng 11.5. Đấy. Nước 11.5 đây nhá. Và nước bình thường. Đây. Đây 11.5 này và nước bình thường. Mình sẽ thông thường mình ăn hoa quả hoặc là rau mình bắt đầu phải rửa sạch đúng không? Và thậm chí hồi xưa là còn ngâm muối. Kể cả quỳ tím. Tại sao? Tại vì là hoa quả rồi rau riêng nó độc do vấn đề mà mình sử dụng các cái hóa chất và các cái chất bảo quản đấy. Thế thì một trong những cái rất là tốt của cái máy này là nó có tính cụm phân tử nhỏ, nó thẩm thấu rất là nhanh và nó có khả năng tách lọc các cái chất hóa chất và các cái chất bảo quản đấy. Thế thì mình sẽ lấy cái nước 11.5 là cái nước thông thường người ta dùng để mà rửa đấy, ngâm ấy, và nước bình thường để xem là nó khác nhau như thế nào. Cũng như là mình sẽ dùng cái nước này, cái trà ấy. Đấy. Đây trà đây. Để mà mình thấy là nó cũng khác nhau như thế nào cái nước bình thường. Ồ, cái này nó lại bị ấy rồi. Thôi không sao. Này không cần nữa. Này lấy cái nước. Đấy. Đấy, mình để một lúc thì sẽ thấy là nó có những cái hiện tượng rất là nổi bật. Xem nó đã ra chưa. Đấy. Chưa ra đúng không? Bỏ hẳn ra cho nó giống nhau.
Đấy thì nó cũng đã thấy hơi khác nhau đấy. Đấy, tức là gì? Tức là một anh chàng nó ra ngay màu. Thì anh này là anh nước kiềm ấy. Còn anh này vẫn trắng. Đấy. Tức là không cần phải đun nước sôi mà dùng nước nguội thôi. Hai loại thì một cái thằng nó ra ngay màu đậm đặc, còn một thằng thì không. Đấy, bây giờ mình xé ra ấy, đâm ra là nó bị thế. Và nếu mà để trong cái gói hẳn hoi thì nó sẽ nhìn rất là rõ. Đấy, nhưng mà đại loại là hai cái màu nó không giống nhau. Một màu ra màu đậm, đúng rồi. Tại vì nó có tác dụng nó hút cái chất trà đấy. Đấy. Thì nó sẽ không giống nhau, cũng như là không biết là cái này là ở đâu. Ờ thì nó thông thường ấy là nếu như là mua ở chợ ấy thì nó sẽ không ra cái màu gì hết đấy. Thấy không? Đấy, nó chưa cái ấy này là hơi dở rồi. Cái gì đấy? Nó cũng hơi hơi thôi. Tức là cái thông thường ấy cái cà chua bi này khi mà ngâm nó ra vàng khè luôn đấy, thì không biết là mình có mua ở chợ không nhỉ? À thế à? Ờ đấy, nước kiềm nó sẽ ra vàng hơn, nó sẽ ra vàng nhiều ấy chứ không phải như ít, tức là tính chất thanh lọc của nó. Ừ, đấy thì cái này nó thấy nó cần thời gian, nó phải cần thời gian rồi. Đấy là cái mà nó tính chất cũng phân từ nhỏ, nó ra hết, nó ra mà sợ luôn, không biết hôm nay nó ra ít hay là chưa đủ. Thông thường phải ngâm 5 phút thì nó sẽ ra. Đấy, cũng như là nếu như là mình lấy ít dầu hào ấy hay dầu mỡ mình cho vào loại nước kiềm và với nước bình thường ấy thì trong cái nước kiềm nó sẽ tan, nó tính chất của dầu nó nhẹ đúng không, nó nổi lên mặt nước đúng không. Thế thì khi dầu đấy nếu mà ở trong cái nước kiềm thì nó sẽ tan, nó sẽ không nhìn thấy cái lớp cách biệt, còn cái kia nó không. Tức là nó rất là tốt trong cái vấn đề mà khi vào trong cái thành ruột rồi các thứ, nó có thể đem cái lượng mỡ ấy, bám thành ruột nó cũng dần dần nó cũng đem theo. Đấy, cái đấy cũng rất là quan trọng. Cũng như là một cái thí dụ nữa là mình có thể lấy hai cái chai và lấy cái đinh ấy cho vào hai cái chai. Một cái chai nước kiềm và một cái chai nước không kiềm, đậy kín vào. Một thời gian ngắn thì cái thằng nước bình thường cái đinh ấy nó dỉ sét. Còn cái kia nó vẫn không sao cả. Đấy. Thì đấy là những cái tính chất rất là căn bản quan trọng để mà mình nói là tại sao nó cái này nó tốt và tại sao nên dùng. Đấy, thứ nhất là kiềm cao, cái trung hòa axit dư thừa trong cơ thể, là cái môi trường axit chính là môi trường nguồn gốc các bệnh tật như ca này, ung thư này, tiểu đường này, bệnh gút này, bệnh tim mạch này, thấy không? Bệnh trào ngược dạ dày này, bệnh da liễu này, tất cả là do cái môi trường trong cơ thể axit nó mới là cái mầm mống, nó mới gây ra những cái bệnh như vậy. Thế còn còn nếu mà mình không có cái đấy thì những người bị bệnh ấy, người ta phải dùng thuốc để tác động vào. Đấy, mình đơn cử là Cường ấy, học cùng nó, thỉnh thoảng nó về Việt Nam. Cậu thì là sau khi gặp nó mua luôn cái máy này, 3 tuần sau nó gọi cảm ơn. Thế bảo cảm ơn cái gì? Bây giờ là tôi trước đây là tôi với thằng con 10 tuổi là không ngủ được. Và tại sao không ngủ được? Đi đêm đi đái dắt. Thấy không? Mà mỗi lần đái dắt là đếch ngủ được nữa. Ê. Thế thì sau khi mà dùng cái này thì tôi chẳng đi đái dắt gì cả và tôi ngủ rất là ngon. Thì có cái gì đâu. Chính vì cái nước này nó hấp thụ, cơ thể mình hấp thụ thì nó không ra nữa, đúng không? Thế là một trong cái yếu tố như vậy, cũng như là bản thân mình đây, mình trải nghiệm. Tức là nói như vậy thôi chứ mình bản thân mình cũng trải nghiệm. Thì hồi mổ ruột đây, đúng không? Hiệp nhớ không? Gần chết,
bị ruột thừa nó sưng bằng quả bóng rồi, xong một đoạn ruột bị hoại là năm 99. Từ đấy đến nay là đến khi trước khi dùng cái máy này là cứ có ăn uống cái gì không bình thường các thứ là Tào Tháo đuổi tất cả các thứ. Thế nhưng mà sau khi dùng cái này bây giờ không có vấn đề gì cả. Móng tôm ăn được, gọi là sữa dừa ấy, hồi xưa hay cho vào trà chè ấy, là ấy vào là đi ngay, bây giờ không có vấn đề gì cả. Không bị gì cả. Về cái tiêu hóa là tốt hơn. Nó tốt hẳn hẳn luôn, tức là bây giờ móng tôm ấy nói đùa múc cả thìa không sao. Nhưng mà hồi xưa chút là cái tiêu hóa nó tốt hẳn. Nó tốt hẳn. Đúng bây rồi. Giờ cái có một câu hỏi này, bây giờ cái người mà hành di động như anh ấy. Hay gì? Hay di chuyển như anh ấy. Thế thì bây giờ người ta sẽ sử dụng cái này nào được? Di động ở nhà anh có máy nhá. Có mang máy này theo không? Không, lại có cái bình sáng nay đầy quá, có cái bình riêng. Ở nhà mình có đây không nhỉ? Mỗi lần đi ra khỏi nhà anh xả vào. Đúng rồi, cho vào cái bình 1 lít. Bình 1 lít và đem theo. Đi tập thể dục cũng đem cái bình đấy. Thế anh đi cả tuần cả tháng thì sao? Không, cả tuần cả tháng gì? Tức là hiểu ý nghĩa đó là mình mang theo mà. Mình mang theo, cố gắng mang theo. Còn nếu mà cả đi cả tháng thì tất nhiên là nó cũng hơi khó. Nhưng mà nếu mà đi mà nó không có cái vẫn có hành lý thì đây, cái máy đây của anh đây. Đây, máy xách theo đây. Sáng nay mang từ Hà Nội vào. Đấy, và đi đâu cũng đem theo. Đúng ngay cả, tại vì là em thấy một số thông tin là mình hiểu ý nghĩa của nó tốt như vậy, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình đi đâu, ví dụ đi một tuần chẳng hạn. Đi 2 ngày, không có vấn đề gì. Bởi vì mình cho vào cái bình chai, đúng không? Và mình đem theo. Như anh đem theo, Mai nhà anh cũng đi, con My nhà anh cũng đem theo. Mỗi người đều có cái chai đấy. Cái mình uống thường xuyên mà. Thường xuyên, liên tục. Đấy. Đi ra ngoài đừng bảo thôi mua cà phê cà phá thôi, nếu mà vui ok, nhưng mà không ấy thì dùng nước cá nền đấy. Nhưng mà trong khi mình ăn uống thì mình lại không nên uống cả. Ăn uống thì mình chỉ dùng 7.0 thôi, bởi vì thực sự là trong cái quá trình tiêu hóa ấy, thì cơ thể mình vẫn cần cái lượng axit tối thiểu để mà tiêu hóa thức ăn nó dễ dàng, đúng không? Nhưng mà không có nghĩa là trong cơ thể chúng ta là chỗ nào cũng axit nó giống nhau, không phải. Những cái chỗ mà dạ dày dưới cái lượng cái nồng độ axit rất là cao, thấy không? Và cái phần này thì nó ít hơn. Đấy, cho nên là cái mà sử dụng cái nước ấy nó cũng rất là quan trọng, là khi nào mình dùng cái nước mà kiềm cao thì lúc mà mình không ăn. Đấy, trước khi ăn một tiếng thì mình không nên dùng chẳng hạn, đúng không? Thì mình dùng ít đi. Và sau khi ăn nửa tiếng một tiếng thì mình dùng chẳng hạn như thế, thì để mà mình giúp cho cái quá trình tiêu hóa thức ăn các thứ nó dễ dàng hơn. Đấy là như vậy. Thế thì nó hiệu quả hơn. Lúc nào hiệu quả. Cũng như là thế này, cái kiềm ấy, những người bị thận ấy, bị bệnh thận các thứ là cũng phải lưu tâm. Bởi vì cái thận nhiều khi không chịu nổi cái kiềm cao ấy, đúng không? Thì mình không có nghĩa là mình có ba cái nấc nước này, đúng không? Là 8.5 đến 9.5. Cái những người già ấy, thì chỉ nên uống 8.5 thôi. Đấy là lời khuyên nhá. Bởi vì cơ địa của họ chưa chắc đã phản ứng và chịu được cái kiềm cao. Đấy. Cho nên là khi mà dùng, nhất là người già là nên sau một thời gian dùng mình phải đi đến bác sĩ để đo và có lời tư vấn. Như thế tôi thời gian từ trong mấy tháng vừa rồi thì tôi có gì thay đổi không? Mình cũng không cần nói là tôi uống kiềm, nhưng mà cơ thể tôi có gì thay đổi so với cách đây 2 tháng không? Đấy không? Đấy, và trên cơ sở đó mình tự điều chỉnh thôi. Thế thì đấy là những cái căn bản nhất. Thế còn thực sự ấy, cái máy này công dụng nhiều lắm. Nhớ, nó có 7 loại nước khác nhau, đúng không? Cái 11.5 này mình tách bạch lại, có khi nó bây giờ nó ra rồi đấy. Nó tùy thuộc là mình mua có khi cái chợ đấy là cái chợ đấy là mua ở đâu đấy. Cái chợ đấy chắc là quá tốt. Mà nó có cái chính sách gì là những người bán cái này là phải sạch hoàn toàn. Đấy. Đúng rồi đấy, có nhiều cơ sở nó là chứ còn bình thường ấy, nó ra nó ra kinh khủng khiếp đấy. Cái chợ này ở đâu đấy để lần sau có mua siêu thị.
Không, không phải đúng không? Chợ nào đấy? Chợ Thế bữa nào cho biết địa chỉ để cần mua hoa quả ra đấy mua. Là mua ngoài chợ cũng có cái bio rồi. Thế thì có phải là cái này, khi mà mình có máy này là mình ăn bio đúng không? Tất cả những cái này mình ngâm hết, không bao giờ là không ngâm cả. Cũng như là 11.5. Đúng rồi. Còn uống bao nhiêu? Uống từ 7.0 cho đến 9.5. Thế còn nấu ăn thì không? Nấu ăn thì 9.0. Nấu súp rất là tốt. Và nấu cơm bởi vì nó chín nhanh nhá. Tất cả là nấu là 9.0. Đúng rồi, hoặc 9.5. Bởi vì khi mà dùng nước này nấu ấy thì cái khả năng để mà thức ăn nó thiêu rất là lâu. Bản thân nó là nước kiềm mà. Thế nhà tớ ở bên kia nhá. Tôi hồi xưa thật thịt rồi sườn ấy mình chỉ luộc qua một lần là xong. Nhưng mà bây giờ có máy như thế này ấy. Trước khi nấu nhá, lấy cái 2.5 luôn, axit diệt khuẩn luôn. Sau đấy lấy 11.5 ngâm mấy phút nó diệt khuẩn lần nữa. Và sau đấy mình mới xả nước và bắt đầu mình mới đem đi nấu. Đấy, rất là hiệu quả luôn, tức là nó khử cái vi khuẩn nhá. Khử mùi luôn. Tức là cái mùi, nhất là mùi thịt bò ấy, nó có mùi hôi lắm. Thấy không? Thế thì khi mà mình dùng cái này ấy, mình rửa và mình ngâm ấy và sau đó mình nấu ấy thì nó chẳng có cái mùi gì cả nữa. Và thức ăn để được rất là lâu. Cơm hồi xưa nếu mà không có để ngoài có thể là 1-2 ngày sau nó thiêu, đã có mùi thiêu rồi. Nhưng mà cái này mấy ngày không sao. Đấy, tức là rất là tốt. Mình nó là thiết bị trong cho bếp mà, chứ đâu phải chỉ riêng về ấy đâu. Thì đấy thì nó có, và sức khỏe thì là uống là sức khỏe đúng không, và nó có cái 6.0. thế như bữa hỏi Hương với hỏi Ngọc là có dùng phấn hồng hay gì không, hoa hồng có dùng đúng không, mất 600-700 mà dùng trong 1-2 tháng. Thế nhưng mà bây giờ có cái này chẳng cần, bởi vì cái 6.0 là nó là cái đấy. Hả? Rửa mặt luôn. Tôi toàn uống 9.5. Cơ thể mình khỏe lắm, chịu đựng được hết. Đấy, từ cuộc sống chịu đựng đến nước chịu được hết. Đấy, được rèn luyện rồi. Gọi là người mới uống thì uống mà. Không, người uống thì phải uống từ từ, nâng dần lên. Đầu tiên 8.5. Sau đó khoảng 10 ngày. 10 ngày thì mình nâng lên. Người già như bà cụ nhà Mai nhá. Là nhà Mai là ông bà 80 tuổi toàn uống 9.5. Nó do cơ địa nữa, thấy không? Cơ địa nó tốt, không có phản ứng gì, không có triệu chứng gì thì người ta uống. Mà cái bà nhà Mai là bây giờ không có cái máy này không được. Lạ thế chứ. Hồi xưa bảo là tặng. Úi giời ơi, không có chỗ để, không ấy các thứ, dùng làm cái gì rồi phức tạp các thứ. Bây giờ hồi xưa là ở Hà Nội chỉ có một máy, cuối cùng phải mua cái máy thứ hai. Lý do tại sao? Tại vì mỗi lần đem mượn của bà ấy thì bà lại hỏi. Bà thế bảo là dùng trong một ngày bây giờ máy đấy đâu rồi, không đem trả lại. Đấy, thế thì thôi, bây giờ thôi cụ như thế thôi, mình mua cái máy cho bản thân mình và mình cần đi đâu đem theo. Đấy, thế thì cụ bây giờ là không thể nào không có máy được. Bản thân nấu cơm, thế mẹ nấu cơm thế nào các thứ, bây giờ chưa ấy các thứ, không, mẹ phải ngâm rau đúng 10 phút 15 phút mới bắt đầu đem ra nấu. Bây giờ nó thành cái quy trình của bà ấy rồi. Đấy, tức là nghề thế là cũng là tốt, bởi vì người ta tận dụng được tất cả những cái khả năng của cái thiết bị, mà đâu phải rẻ tiền đâu, nó cũng là thiết bị cao cấp đắt tiền đấy. Đấy, nhưng mà nói đắt tiền như vậy thôi, mình bỏ ra một lần nó cảm thấy là nhiều, nhưng thực sự không là nhiều. Bởi vì mỗi ngày cái tuổi thọ của máy 20 năm, 30 năm, tính ra mỗi ngày chúng ta chỉ sử dụng có 50 sen thôi, về để mà sử dụng cái này trong cái quá trình tuổi thọ của máy, thấy không? Còn nếu mà làm bài toán cụ thể ra 2 năm anh lấy vốn trong khi cái máy này
Máy này người ta bảo hành những của cái công ty á 5 năm rồi mà. Đấy. Bộ lọc thì bao lâu thay? Bộ lọc thì nó khi mà dùng khoảng 6.000 đến 10.000 lít ấy thì lúc đấy mới sẽ thể phải thay bộ lọc, thì khi mà thay ấy thì là nó cũng sẽ có cái báo nhá. Ở đây này. Nó có cái phần đây vào gần đây xem này. Nó có cái phần filter check đấy, tức là kiểm tra cái bộ lọc đây nhá. Khi mà ấn vào đây thì nó có hai phần nhá. Một phần là về cái số lượng nước dùng đúng không? Qua đây và cái thời gian. Thế thì cả hai cái mà nó báo động đỏ thì mình nên thay. Cái này đỏ không? Cái này nó xanh hết à? Bao giờ nó hiện màu đỏ cơ? Đấy. Nó có báo. Và cái này rất là hay, mà kể cả nó báo mình vẫn sử dụng được mà. Nó báo để cho mình thay. Còn sau một tháng mình thay nó cũng ok mà, nó cái dung size của nó cũng lớn chứ không phải là bắt buộc không thay là chết hay là gì không. Đấy, thì nó có cái phần như vậy đấy để mà thay cái filter. Rất là hay. Đấy, còn như lúc nãy nói chuyện đấy là để mà máy này mà sử dụng bền và tốt ấy thì mình phải có cái chế độ rửa định kỳ. Đấy, thì nó có cái phần rửa tự động. Nó có hai cái phần rửa khác nhau, một cái là nó gọi là e-cleaning. Đấy, và cái thứ hai là deep cleaning. Thế thì e-cleaning thì là thực sự là mình tự làm được. Thấy không? Mình tự làm được, mình chạy cái chế độ e-cleaning thì nó có cái quyển sách nó hướng dẫn cái cách mình là như thế nào. Thì thường e-cleaning ấy thì mất 3 tiếng, nhưng mà không nghĩa là 3 tiếng mình đứng liên tục ấy, không phải như vậy, mà mình cho luôn chạy đúng theo quy trình và mình đợi đến khi cái cả cái quá trình mà nó rửa nó xong thì lúc đấy mình lại bắt đầu mình làm vài thao tác thế thôi, xong đấy. Còn cái deep cleaning thì anh phải có một cái bơm để mà sục ấy. Đấy, bơm ngoại trợ. Thì cái đấy thực sự là cũng không cần thiết lắm, nhưng mà nếu mà mình làm được thì tốt. Thì các bạn này biết này, đúng không? Em làm deep cleaning rồi. Đấy, thì bạn này có thể sẽ nói qua. Đấy là như vậy. Thì đúng ra là cái này là nó phải chịu khó định kỳ khoảng độ 1.5 tháng là mình nên chạy cái e-cleaning. Đấy, và nó rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Chế độ bảng nước của nó. Ừ, để mà cũng như xe ô tô cũng vậy thôi. Anh đến lúc anh phải bảo dưỡng thì cái này cũng thế thôi. Đến con người mình cũng phải nâng cấp bảo dưỡng chứ đừng nói là máy, đúng không? Đấy, mình bảo dưỡng bằng cách gì? Mình ăn uống tốt, thể thao, điều độ tất cả các thứ thì mình sẽ là tuổi thọ nó sẽ nâng lên. Đấy, tất cả các thứ thì cái này cũng thế. Và mình sẽ không ốm đau thì cái này cũng thế, nó không trục trặc. Đấy, nhưng mà nói thế nhiều khi trục trặc thì cũng là ngoài ý muốn, nhưng mà cũng có cái đội ngũ thực sự là người ta làm được. Đấy, thậm chí bảo cái máy này là 100% là nó sản xuất ở Nhật thì cái đấy đúng, từ con ốc đến tất cả các thứ. Tại sao nó như vậy? Bởi vì cái chính sách của cái công ty này nó duy trì và bảo đảm cái chất lượng của cái thương hiệu của họ, đâm ra nó không có sản xuất ở đâu cả.